Bây giờ thì mình sẽ đi mua đồ. Cái này mình nếu mình kéo qua đây hả? Dạ. Cái này cho nó kéo qua. Nữa là khô rồi con chỉ cho. Đẹp từ trong ra ngoài luôn, hiểu không? Chịu. Cái này đẹp nè. Cái này thì ngày mai bên em giao cho mình được trước 12 giờ đó. Rồi ok, lấy cái này đi. Dạ buổi hồi xin chào cô bác anh chị. Hiện nay là gần 6 giờ tối cô bác anh chị. Nhà Út Nhất cũng các anh thợ sắt cũng đã hoàn thành xong. Ngày mai này thì sẽ dán gạch nhà vệ sinh và cũng như là hoàn thành hết bàn giao ngôi nhà để sau đó tổ chức một cái bữa tiệc rất là nhỏ tự nấu luôn và đãi cho các anh thợ để cũng như là thay lời cảm ơn. Và cái phần này thì được các chị đã hỗ trợ để mà đãi các anh thợ có thể vui vẻ sau khi mà nhà Út Nhất hoàn thành đó cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì cũng đến đây cũng thay mặt cho tất cả các mạnh thường quân đã từng ủng hộ Út Nhất và vợ Út Nhất đi mua một cái tủ lạnh, ba cái giường, cái nệm để ngày mai này sẽ kịp đưa vô nhà mới luôn. Và bây giờ mời cô bác anh chị cùng vô đây ha, một ngôi nhà màu xanh rất là đẹp. Đây là cái phần cái cợi của cái bếp ga thì các anh thợ sắt cũng đã sơn rồi nè, sơn một cái màu xanh ngọc khá là đẹp và thậm chí luôn sơn luôn cái phần lan can và cái phần mặt dựng ở đằng trước, tất cả đều tạo nên một cái ngôi nhà rất là đẹp và hài hòa hơn cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị cùng tiếp tục lên nhà với bùi hồ. Gạch này là ngày ngâm để ngày mai dán nhà vệ sinh nè. Rồi bây giờ nó dính nước sơn là phải lau liền hay không nhất? Nhưng mà lau nó cũng có dầu có xăng á. Có cái anh kia anh chỉ rồi kêu giúp cũng như là mà lấy miếng cước á, lấy miếng cước cái đầu nhúng nước cái đẩy rồi nó ra. Có thánh giá rồi kìa. Có thánh giá, có chúa rồi. Có chúa rồi ha. Là này thỉnh ở đâu? À cái đó là cái cũ của mình đó cơ. Ở ngoài gửi kỳ tư Đức Mẹ rồi đó mà chưa có đem về. Ở mà ơi xong cái ông Đức đem Đức Mẹ về. Đẹp quá. Nhìn ngôi nhà nè, nhìn một lần ở sau khi hình hài của ngôi nhà cực kỳ dễ thương luôn. Ở nhà vệ sinh mà xây xong rồi sơn lại nữa nó sáng nữa. Sơn lại nữa là nó sáng. Nó rộng lắm rồi. Rồi ngày mai nữa là khỏe rồi ông Nhất ơi. Trời ơi cái cảm giác nó quá, nó mừng. Nó mừng. Giờ ngủ ngày mai ngủ phập phồng đêm nữa. Nhưng mà mai ngủ tối ngày mai là có giường ngủ có điện luôn rồi. Có điện thì bởi ngày mai trai ngày mai là bắt đầu làm điện tối đêm nay là nó không chưa có chỗ ngủ thôi nhưng mà chưa. Ngày mai là có, ngày mai có chỗ ngủ mà kêu ông cụ qua đây luôn ông cụ. Dạ. Trai nè cho sáng ông ngồi, ông cụ ngồi đó trai này cho sáng. Dạ ông cụ ngồi trên ghế nè. Dạ. Nghe ông Nhất nói mà ông cụ cười hoài cha, cười hoài trời. Ông cũng mừng giờ ông cũng trong ghế là ông về. Ông đúng rồi, anh về đang ngủ ấm. Ngủ nó ấm. Mới thở được, cái nhà được tốt đẹp, về ngủ đồ cho ngon. Thì còn gì nữa đâu, còn gì mà bằng không cậu ha. Có được ngôi nhà gì là phải nói là mơ ước một đời người. Mà ngày nay nhờ có mạng xã hội, nói không phải nói á, nhờ có mạng xã hội mà cô bác của anh chị biết đến những cái hoàn cảnh khó khăn mà có thể giúp được hỗ trợ. Dạ. Đúng không ông cụ? Đúng rồi. Dạ. Chứ không có mạng xã hội thì bây giờ cũng đâu có biết được những cái hoàn cảnh khó khăn để mà cô bác của anh chị chung tay nhau. Dạ. Con thấy ông cụ cười hoài à. Vui mừng. Vui quá vui. Vui. Chứ mình về nhà mới mình vui chứ đâu có buồn được. Hồi nào giờ tôi cũng vậy à. Cũng vui chứ, giàu cho cô bác anh chị em không lợi tới nhà cũng vui mừng cho không có đối đãi nha bà con xóm hiền lại thăm chơi vậy đó. Ngày mai có mời bạn lại chơi không, ông cụ có mời bạn lại chơi không? Chưa, không có lời. Mời bạn uống nước trà ăn cháo rồi đó. Bị mình cũng chơi thì uống nước trà ở quán mà cháu vậy đó thì thôi mình ai nó gì cũng anh em uống cái rồi ăn rồi cái lão rồi uống vô nước trà rồi đó thôi rồi anh em mà nó gì. Ngày mai ông cụ mời mấy người bạn của ông cụ lại ăn mừng luôn. Con hỏi ông cụ là mấy người bạn uống nước trà chung biết ông cụ có nhà mới không? Biết chứ. Biết hả? Dạ biết. Có nói gì chúc mừng không? Cũng
tôi có nói là trời ơi mẹ, ông nói là có phước, ông trúng số nhỏ nhỏ. Tôi cũng bạn bè nói vậy đó, nói ông trúng số nhỏ nhỏ. Thì tôi có nói cũng nhờ bà con ở nước ngoài và nước nhà giúp đỡ cho có được cái nhà, cái thầu lùng dễ tôi là sắm được cái nhà này. Từng hồi có gia đình tới giờ mới mà được đây cái nhà tốt đẹp. Được xây cái nhà này bất ngờ không cụ? Bất ngờ, chứ đâu có lệnh gì cái làm như vậy. Thì hồi tôi nói hồi cái nhà đó là không nó mong gì được cái nhà như vậy. Điều đó là giờ cũng mấy chú cũng giúp đỡ công, không? Công ơn mấy chú cũng coi vậy, cũng có mấy chú làm có mới ra cái việc này kia kia nọ làm, không? Lúc mà dỡ nhà ra đó thì ông cụ có lo rằng là người ta không giúp đỡ nữa, người mình không có chỗ ở không? Tôi cũng có nói bởi vì thì dỡ ra hết bà con ta có giúp thì mong đầu ha. Chứ có làm gì đâu, mà đào đi dưới được rồi che thôi là ở chứ có làm gì. Cái đó là tình thiệt, cái đó là nói ví dụ, nói bà con nhờ bà con ta giúp đỡ mình mới được cái nhà như vậy. Ai ở xóm miền cũng nói là ông có phước, hồi lâu mà ông gặp nói là được nhà cửa làm hoàng mà tốt đẹp, lại lời xem cũng có nhiều người cũng có lại xem coi. Thằng người ta thấy đẹp không? Người ta nói đẹp cha, rồi ta cũng lấy lẩu cháo tôi mà nó cũng ra hồi trưa, nó cũng ra thời thập, nó nghe nói cắt nhà mới ra nó coi mà lẩu lô. Đâu có họ này thấy không? Họ không dám lên. Rồi nó thấy, rồi đứng nó ngó lại nó thấy. Rồi nó trời ơi, nó ông nội hồi nào về ông nội cũng chưa từng gặp cái ngôi nhà này. Bữa đó là lại có phước cái công ơn cha mẹ hồi lâu hồi trước để lại cái còn dễ gì. Tôi nói lâu nay là bất ngờ thôi, chứ đâu có nói gì định mà được như vậy. Dạ. Ừ. Quá mừng. Ừ, nó cái đó là tôi nói bất ngờ vậy thôi. Chứ mà không... ông cụ thấy cái ngôi nhà mình nó có thoáng mát không hay là nó hầm? Mát không, và có là phòng mát. Bởi vì nó không có nó nắng, nó rất hầm nó xuống. Rồi bị cái này có nó phòng nó rất hầm nó còn... nó không có xuống được. Dạ. Mát. Mát. Quá vui ông cụ ơi. Thiệt. Chuẩn bị đi mua giường, đi mua tủ lạnh cho ông cụ. Đặng mai mốt uống nước đá cho nó mát. Dạ. Mấy chú giúp được luôn. Quá đáng rồi. Quá đáng rồi. Quá đã chứ quá đáng gì? Quá hồi nào giờ cũng chưa từng mình giúp đỡ trong gia đình. Tưởng đâu có cái nhà là xong hả, còn nữa. Chứ quen gì là quá thế rồi. Bà con ta cũng lợi cho em lợi phố mơ, cũng vài người. Nó ông lâu rồi có phước thôi. Trời ơi, lâu nói tôi với mẹ lâu có định mà được nhà vậy. Lâu cũng có công ơn là nước ngoài và nước cơ nhà vậy. Cũng nhờ mấy chú nữa chứ đâu phải cũng nhờ có qua có lợi chứ mới được chứ không phải đưa không có. Ông cụ á, anh Tú ông nói gì nè, anh Tú á, ảnh nói là chắc anh Tám ảnh nói là kiếp này ảnh khổ anh trả không nổi, chắc anh hẹn là kiếp sau anh mới trả quá. Anh Tú nói vậy á. Ngày nó không đi đó, nó không đò ốc, nó kiếm tiền nó ăn, mình thấy ra tiền của nó cũng cực khổ,
dầu nó có nhiều ít thì nó để dành cho ra châu của nó, chứ còn mình xài của nó thấy cũng tưởng làm ấy, còn lại đi bỏ ốc hỏi 40-50 ngàn hay 30 ngàn hỏi gì cũng từ biệt mẹ bò cũng lại lẻo. Lần nào anh Tú cho bắt tiền không bác? Không, mà nó có khi nó có mua thuốc tiền đó. Dạ. Nó cho hút vậy thôi. Anh cũng khờ, cũng tội nghiệp, tội nghiệp. Không, ông cụ không có muốn lấy. Không lấy. Bởi vì nó cực khổ nó quá rồi, đâu có lấy của nó làm chi. Dạ. Con nhớ không lầm là lúc ông cụ mà con qua thăm ông cụ lần thứ hai, lần thứ ba gì, ông cụ nói hiện bây giờ là nhà ông cụ là mấy miếng thiết đã tóc có vũ hết rồi. À, chú ơi, có thể giúp rồi. Dùm dòng... cho tôi một vài miếng thiết được không? Dòng dòng mà nó hết thấy mà nó trước không luôn nguyên cả hết dở lên trần. Dạ. Mà ước có nghiệp bả thì nằm ở đây, rồi tôi nằm bệnh mà nó tạt ước của bả ta bị gió trên cho xuống qua nó hết. Dạ, giông mạnh hết dở vậy, mưa ọt vô trần. Dạ. Nói về cũng nhờ cũng mấy chú tôi nói cũng giúp đỡ, tôi toàn nhờ tôi hợp mà đâu có nghĩ gì vấn đề. Chỉ vài tấm tôn thôi mà bây giờ ra nguyên một căn nhà luôn, quá dữ. Rồi ai về được cái nhà quá đáng. Quá đáng. Quá thế rồi. Quá sức tưởng tượng. Rồi. Chờ... cái đâu có nghĩ gì vấn đề được cái như vậy đâu. Dạ thôi ông cụ nghỉ ngơi đi, ngày mai là có điện, sáng ngày mai là sẽ vô điện, có điện cho nhà mình sáng rồi, mát rồi, điện đó là là đi điện, con nhờ người ta đi điện luôn rồi. Dạ hả? Người ta đi điện cho mình luôn. Dạ hả? Dạ. Vậy cũng cảm ơn người ta. Là nhờ đi điện rồi con nhờ vô mai tủ lạnh đồ hết luôn. Dạ. Dạ. Cái mới thì cũng hơi bỡ ngỡ, cái giờ xài cái gì giúp nợ rồi cũng nhờ mấy chú giúp chỉ. Dạ. Dạ. Thôi thì miếng chỉ vừa tháng qua tôi biết rồi. Dạ. Dạ. Dạ hồi trước tới giờ thì bác ngủ giường mới, giường cũ, thì ngày mai sẽ có chỗ ngủ mới và có tủ lạnh mới luôn. Dạ cái đó là được có gì chiều mới thấy gì được không? Chắc có thể là mai ngủ được rồi, sáng ngày mai đem tới. Sáng ngày mai là đem tới bác luôn. Dạ. Dạ thôi ông cụ nghỉ ngơi ha. Thôi. Dạ. Con chào không? Dạ. Cái cửa này là khô rồi đúng không? Chưa khô. Khô là anh làm có hai cái mua một cái ô khóa. Khóa ngoài khóa trong á. Dạ. Dạ ông cụ đừng có đụng vô nha. Dạ chưa biết rồi. Dạ đụng vô nó còn nước sơn á. Nó... lan can nhìn đẹp không ông cụ? Đẹp. Ông cụ ơi, nhà của ông cụ thì từ trước tới giờ không có lan can. Hiện bây giờ thì ông cụ cũng nhận thấy là cây cầu đã có hai cái lan can rồi, thì cái cảm xúc của ông cụ như thế nào thấy ông cụ? Hay qua thế rồi là kêu rằng nghe là hơn gì vấn đề trước cũng làm vậy đâu có được như vậy. Lấy dần quá mừng rồi. Được cái nhà cũng cầu rất đẹp. Bây giờ thì mình sẽ đi mua đồ. Cái này mình nữa mình kéo qua đây hả? Dạ. Cho nữa kéo qua. Nữa là khô đây con chỉ trang. Đẹp từ trong ra ngoài luôn. Đúng rồi. Đâu có, thậm chí là nhiều người mơ ước không có được luôn đâu. Không được, không được, khó lắm. Khó lắm. Biết chừng nào mà được cái ngôi nhà này. Mình không nghĩ là ngôi nhà của mình luôn. Không, không nghĩ thiệt. Cái này ra hơn ở tạm nha. Hơn ở tạm nha. Chứ mình không có nghĩ được cái ngôi nhà này mình ở. Mà nó đẹp từ gạch nè ha. Từ phần gạch, la phong. Thậm chí là cái bố cục của ngôi nhà sắp xếp rất đẹp. Không nhất ha. Có thể đi vào bên trong không chứ? Anh cho em hỏi á. Ra đây trước đi anh rồi mình coi sao. Ở đây là mình có giường 1m4 không? Mét tư ha. Dạ. Mét tư, mét sáu. Giường là bao nhiêu một cái ta? Cho em vô coi cái đi ha. Lấy khoảng 3 cái được. Cái tủ này nó mắc lắm. Tủ này mắc nè. Út nhất đội mua tủ nhỏ hả? Cái tủ nha cũng như gọn gọn thôi. Cũng như là một như mè mấy tủ này nó rẻ. Như nước máng đồ
đồ cũng đâu có nhiều đâu. Út Dứt ơi, có loại tủ cao nữa, để cao cao đặng. Để lát nữa hỏi đi. Út Dứt ngắm kiến luôn. Lát nữa mua luôn cái thùng Út Dứt. Mua luôn cái thùng này. Thùng đó chắc 80 lít á. Thùng này là mấy chục lít kìa. Thùng này ta 8 lượng là cơ. Đúng rồi. Ừ đúng rồi. Chị, cho em hỏi là giường 1m4 là bao nhiêu một cái? Giường 1m4. 1m4 thì nó 1 triệu 3. 1 triệu 3. Còn mét 6? Mét 6 thì 1 triệu gử. Mét 4 1 triệu 3. Nó có mấy màu ta? Nó màu đỏ chứ màu xanh. Lấy em 3 cái là ngày mai giao được không? Được. 3 cái mình có giá giảm, có giảm không? Có giảm không? Tại vì em bán nghe anh Hợp nói cũng mua đặng cho đó, rồi với em cũng bán cũng không có bán mắt, đừng lo. Rồi, lên mạng nó bán mắt tao biết á. Rồi tủ này là nhiêu cái? Tủ này hả? Dạ. Cái tủ này thì 2.4 triệu. Còn cái tủ nhỏ này? Cái tủ nhỏ đó thì 1.6 triệu. Mắc hơn 800. À. Mà cái tủ bự này là 2.4 triệu bên kia. Tủ bự này thì 2.5 triệu. Cái này ngang là mét mấy? Cái đó bị ngang mét 4. Mét 4. Ngang mét 6. À, cái này là 1 triệu. 1 triệu, cái đó 1.6 triệu. 1.6 triệu, không nhất rồi cái này với cái này cái nào tốt hơn? Cái mũ đó không bằng. Mũ này dày. Một cái này mũ này dày hả? Dạ. Nhưng mà hiện nay là người ta sử dụng loại mũ nào nhiều ta? Này. Này nhiều hơn, đẹp hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Ông nhất đồ nhiều mà không? Không, ông nhất đồ cũng ít chứ, cũng nặng hơn như là... Cái tủ này nó không có bền vậy ông nhất? Ờ, nó mỏng đó. Nó không có bền. Thôi bây giờ như mua nào? Cài đi, cài đi, cũng như cài đúng như cái nào mình tiện được thì tiện, cài mua tủ này thì cũng được nữa. Nhưng ông nhất bỏ đồ cũng không có nhiều. Cái tủ này thì nó thấp. Nhưng mà nó... Mà cây mỏng đó Út à, cái đó nó mỏng, sợ Út xài cái nó đi bể á. Vậy hả? Còn cái này là nó chắc hơn đúng không? Đúng rồi, cái này nó chắc hơn nè, hàng này, cái mũ này cái mũ mới. À. Còn cái mũ đó là cái mũ cũ. Cái kia là 2 triệu rưỡi hả? 2 triệu rưỡi. Nó mắc hơn 100 ngàn mà dạ. Nó bự hơn. Dạ. Nó 3 ngăn. Dạ, nó 6. Nó 4 cắt. Đúng rồi. Còn cái này là 2 triệu tư. 2 triệu tư. Nó mắc hơn có 100 ngàn hả? Dạ. 1m6 với 1m4. Bây giờ lấy loại này đi, ông nhất lấy. Bởi vì lấy 1m6 thì nó rộng rãi, thêm có 100 ngàn à. À, 1m6 thì cũng... Thêm có 100 ngàn à. Loại này là 1m6, 2.5 triệu. Còn 1m4 là 2.4 triệu. Dạ. Có 100 ngàn thôi. Út ơi, Út lấy mũ mũ dày đi, đừng có lấy mũ mỏng. Mũ mỏng xài cái nó bể ra. Út thấy sao? Nó đủ giá, Út cứ xài cái đó đi. Mũ hồ tính lấy cái tủ nào cũng tính cái nào rẻ thì lấy. Loại kia thì nó gọn. Nó gọn. Nó gọn, nhà mình 1m6, nhà mình 2m mấy nữa, nó vừa. Nè. Cái này là nhiêu? Cái này thì 2 triệu mốt nè. 2 triệu mốt. Ờ, cái này nó gọn rồi. Cái này gọn hơn được. Nè, 2 triệu mốt. 2 triệu mốt. Này được không nhất? Này thấy. Cái này nó gọn nè. Này, gọn cái hơn. Này chắc cho với cái kia. Nó cũng, mũ nó cũng như nhau đó, hai cái đó là đồ tốt giống nhau. À, ông nhất thích màu nào? Nhưng mà em thấy cái màu này sặc sỡ quá á chị. Không, cái màu này là cái màu gỗ đó. Màu này giả gỗ. Màu gỗ, giả gỗ. Còn kia này nó hiền hòa hơn. Đúng rồi, màu nó giả gỗ đó. Ở. Hay là màu trắng bông bên kia nó cũng giá đó đúng nhất đó. Thôi cái đó vợ màu trắng nó sáng quá, nó dưa. Cái màu này là như kiểu giống cái tủ gỗ của mình nè. Chơi tủ 2 triệu rưỡi luôn đi. Cho nó rộng rãi, đồ đạc biết rồi. Nhưng mà đồ là cô bác anh chị gửi nhiều lắm, gửi cho ông nhất nhiều lắm. Với lại đồ cũ mình để riêng, còn đồ mới để vô mình ship, rồi đồ ba mẹ mông mền rồi chắc vô đó luôn cũng gọn. Ừ. Mũ xong mình chắc vô đó. À vậy thôi, bữa hồ lấy cái đó cũng được. Là bên Út Đồng Tháp hả? Dạ đúng rồi. Út Đồng Tháp mua cái tủ đúng không? Dạ. Bên em sẽ trích tiền Mạnh Thường Quân mua cái tủ đó cho anh. Thì em sẽ thay tiền Mạnh Thường Quân để mua 3 cái giường. Dạ. Ba cái giường 1m4. 1m4 hả? 1m6. 1m4. 1m4 ba cái giường, ở đây mình 1m4 là coi 1.3 triệu, 1.3 triệu là nó 4 triệu 3.9 triệu, 3.9 triệu thì 2.5 triệu. Dạ. Dạ bây giờ chị cứ ghi hóa đơn đó giùm em. Ừ. Ba cái ngày mai á sáng giao giùm em. Sáng giao ba cái giường 1m4 sợ mình không đủ, ba cái giường 1m6 hình như mình. Rồi bây giờ chị lấy em ba cái niệm, hai cái niệm 1m4. 1m4 là gấp 3 hay gì? Hả? Là 1m4 tốt. Loại tốt đi, loại này bao nhiêu? Loại tốt nè. Loại này nhiêu? Loại này 1.7 triệu miếng. Ô, 1.7 triệu dư hả? Là 1m4 hả chị? 1m4. Có loại nào? Cái này là nằm là hàng Hawat này, nằm là bảo hành đó, không có thùng mua sạc gì hết. Còn loại nhỏ mỏng mỏng á, có loại nào mỏng mỏng hơn không? Mỏng mỏng hơn là niệm gòn gấp 3 thường được không? Gấp 3 thường thì nó ấy quá. Gấp 3 thường là nó mấy trăm ngàn miếng á. Gấp 3 đâu?
Thôi cho ông bà cụ ngủ vậy nó bị đau xương sống nữa. Ồ ông Nhất ngủ mà. Ông Nhất với lại ông cụ mua hai cái niệm à. Có hai cái niệm mà. Hai cái niệm. Hai cái niệm đúng rồi. Hai niệm cho nó dày dày đi. Má thì cái chiếu với cái đó là bà mẹ ngủ được rồi. Bởi vì mình dễ cũng dễ dậy. Niệm gấp ba như vậy là bao nhiêu một mấy hả chị? Bằng gòn ấy ha. Gòn mà gòn công nghiệp đi. Niệm gấp 3m4 thì nó 550. Còn 1m6 thì nó 650. Có 500. Ông Nhất thấy sao? Hả? Bây giờ ông Nhất muốn ngủ niệm 550 hay là niệm 1.7 triệu? Thôi niệm 550 hả? Ừ. Niệm 550 đó. Bây giờ gì nè, ông cụ đi ngủ niệm mềm đi. Niệm mềm đi. Ông cụ là ông cũng như ông già cũng như đậu cũng như lúc dơ giấy ông giặt cũng mệt nữa. Bây giờ mua cái niệm 1.7 triệu cho ông cụ, cho ông Nhất cái 550 hay là sao? Ông Nhất 550 đi. Ông Nhất 550, còn ông cụ thì cha cũng yên vị luôn đi. Bà cụ, bà cụ ngủ chiếu trúc, chiếu trúc với ánh chiếu kia trải nên khi mình dễ giặt bà. Ừ. Tại vì mẹ bà cũng bà lặn đó, không có ngủ được. Bà lặn rồi cái ngủ bà loại 550 thấy chưa, giờ mình giặt. Em thấy như vậy nè Út Nhất ơi, thì bà cụ thì nên mua niệm nước á. Không, để đó từ sự từ từ đi. Bây giờ Út Nhất bây giờ tiết kiệm để còn tiền thì để mua để Út Nhất trang trải nữa. Thôi mua cái niệm 550 cũng được rồi. Được rồi. Mua gì cao quá thì không có tiền. Nếu mà anh biết không, 550 với cha mẹ đồ già đó mình dễ giặt hơn nữa. Không có miếng này nặng lắm. Vậy lấy em hai cái niệm 550. Lấy bốn cái gói. Ôi sao gì? 6 cái gói. Rồi bây giờ là chị lấy cho em 6 cái gói. Rồi gói loại nhiêu cặp? Cặp loại 60 ngàn cặp. 60 ngàn đây. Ba cặp. Ba cặp là 6 cái. Rồi. 6 cái gói. Mền chưa có đúng không? Mền 3 cái mền. 4 cái mền chứ. Cho anh Tú nữa. Là 4 cái mền. Ừ. 6 cái gói. Ừ. Rồi một cái chiếu trúc. Yeah. Chiếu trúc loại 1m4 có không? Có 1m6, không có 1m4. Không có 1m4 rồi. 1m6 sao ấy được. Dư cái giường rồi sao chị? Không mấy bây giờ mình lấy hai cái giường 1m4, một cái giường 1m6 đi. Vậy đi cho bà cụ ngủ cho rộng. Đúng rồi, rộng rãi. Như mình lấy cái miếng niệm gấp 3m6 luôn. Dạ. Yeah. Vậy đi ha. Dạ. Yeah. Rồi. Đâu có hai cái giường 1m4, một cái giường 1m6. Rồi. Và một cái chiếu trúc 1m6. Yeah. Hai cái niệm 1m4. Rồi. Chị hiểu không? Cái có nghĩa là giường 1m4 thì sẽ giường 1m4 niệm 1m4. Đúng rồi, còn chiếu chiếu mà chút 1m6 thì nằm giường 1m6. Dạ. Rồi. Chị lấy cho em 4 cái mền. Có đâu không? Sạc kiểu phòng mấy vậy. Có mền không? Có đâu quá. Chị có mền không? Có. Mền nhiêu cái? Mền á, mền cái loại 100 ngàn cái với loại mấy chục. Muốn lấy loại nào? Lấy loại 100 đi cho nó chuẩn. Lấy loại 100, lấy 4 cái. Rồi. Ha. Lấy 4 cái nữa. Rồi. Có mùng không? Mùng. Mùng mới luôn đi. Nhiêu cái? Một mớ cái loại 70-80 và loại 100 mấy, loại 200 mấy, muốn lấy loại nào? 100 mấy đây, loại trung bình đi. Rồi, lấy 4 cái mùng. Rồi. Anh Tú ngủ mùng đúng không? 4 cái mùng. Vậy. Rồi anh Tú rồi ngủ chiếu gì? Bây giờ như vậy này nó hầu ơi, chiếu nó khái ngủ cái chiếu mà loại chiếu thường mình hả? Chiếu thường mình nó trải ra nó dăng cái mùng nó ngủ à. Cho một cái chiếc chiếu thường nữa. Rồi. Rồi ghi hóa đơn hết giùm em. Rồi. Đây là cái hóa đơn mà Bùi Hồ mua nè cô bác quý anh chị, cũng như với Út Đồng Tháp á. Hai cái giường 1m4 là cái 1.3 triệu là 2.6 triệu. Một cái giường 1m6 1.5 triệu. Một cái tủ 2.5 triệu. Hai cái tấm niệm 1m4, một cái tấm niệm là 550 là 2 tấm là 1.1 triệu. Một cái chiếu trúc là 550. 4 cái mùng mỗi cái 120, 4 cái là 480. 4 cái mền mỗi cái 100, 4 cái là 400. 6 cái gói là 6 cái gói là một cặp là 60 ngàn, 3 cặp là 180 ngàn. Một cái thùng nước là 290. Một cái xe đạp là 2.1 triệu. Thì chị bấm máy tính ra là tổng cộng là 11.700.000. Cái này ngày mai giao thì em giao hết luôn, nên chị cứ an tâm. Yeah. Bây giờ không có tiền mặt ở đây ha. Dạ. Yeah. Dạ rồi, có khuyến mãi gì không? Khuyến mãi à? Hơi khuyến mãi nhà mới thùng bia cho uống chung cho vui. Có nghĩa là không có ăn tân gia nhưng mà đãi cho các anh thợ đó. Yeah. Thì bây giờ chị có một thùng bia thì cảm ơn. Yeah. Dạ cảm ơn chị ha. Yeah. Cảm ơn, chúc chị chủ mua may bán đắt. Cảm ơn em. Rồi, dạ dạ. Cảm ơn chị, chúc chị mua may bán đắt nha. Dạ chị cũng chúc hai em đặng nhiều sức khỏe, đặng đi làm việc thiện nhiều hơn nữa. Thấy Út Nhất dễ thương không? Dạ dễ thương. Chị biết Út Nhất không? Biết. Dạ. Được chứ lắm.
Dạ hả? Ừ, không có mà người tào lao như người ta. Ừ. Được đàng hoàng. Ừ. Hiếu thảo nữa. Dạ. Dạ em cảm ơn chị. Dạ. 201 chị. Chị này nói là thôi em bán khô chị mua ủng hộ em luôn. Chị có ăn khô này chưa? Ăn mà ở đây bán. Ở đây bán. À. Khô này cực kỳ ngon nha chị. Để ăn thử. Nó không có mặn lắm mà nó không có lạt lắm. Rất là vừa. Và chị chiên lên ăn với lại dưa leo hay là làm gỏi sao cũng được. Rồi. Dạ. Mà đem qua hai bịch ngày nay mà để mà trốn nhất ra kia bây giờ bán hết luôn rồi. Ngon lắm. Vậy đỡ cho ông Nhất ăn sao đi. Dạ dạ. Anh ông Nhất ăn ông chia vô cho ông. Dạ con, em còn. Dạ cảm ơn chị ha. Dạ. Dạ không có. Hôm trước anh mua ở Thanh Bình nó 320 lít mà nó chỉ có 7-8 triệu gì ta. Ủa cái loại này là bao nhiêu? Cái loại này là 236 lít. Cái này là của Samsung chứ không phải của Panasonic. À của Samsung. Dạ. Ờ hôm trước cũng mua một loại Samsung nè. Dạ. 236 chứ chưa được 208 hả? Dạ đúng rồi. Giảm xuống còn 6.3 hả? Dạ đúng rồi. Cái này là 9.390 giảm còn 6.3 đó. À có loại nào mà Samsung khoảng 320 nó rộng rộng hơn không? Hay là loại này là được? À có loại trên đây rộng rộng hơn nè. Giá nó sẽ hơi cao hơn chút xíu. Ừ. Cái này thì nó giảm còn 9.6 nè, 10.7 9.3 giảm còn 9.6. Cái này là nó là 347. Ờ không, cái này là của Awa, em xin lỗi. Awa. Dạ. Còn của Samsung là cái này. Đâu coi đây, là đằng này hả mưa? Samsung đây nè không? Dạ, để con coi vòng vòng ấy. Mà thấy nó nhiều triệu quá. Dạ. Như vậy là cũng ít rồi đó. Tại vì cửa hàng nhỏ nên cũng ít. Nhiều cửa hàng lớn sẽ nhiều hơn. À cái loại đằng Samsung đằng này được nè. Thì nói chung là đúng cái rồi. Mẫu này là giảm nhiều nè. Với là bên em bán cũng chạy mẫu này nè. Cho nên mình cái này cũng được. Nó cái cũng này anh Út rải nè. Ờ, giá dưới 10 triệu. Đúng rồi, đó biết cũng chịu. Mà 5 triệu, chịu không? Chịu. À cái này đẹp nè. Cái này thì ngày mai bên em giao cho mình được trước 12 giờ đó. Rồi ok, lấy cái này đi. Này là 9.3 triệu. 9.390 dạ. Coi như 9.4 còn 6.4. Dạ đúng rồi. Cũng được ha, cái này nhìn màu đen nè. Cái đó được. Có một cái ngăn đá rất là to. Ông Nhất qua đây, qua đây. Chừng nữa mình để đá trong này nè, mình có những cái lon để nước đá ở đây nè. Cái này lon để đá hoặc là cái này anh có để có thể làm nước đá bi á, mình đổ nước vô đây nè. Nó đông lại thì mình làm nước đá bi, còn nếu mà anh không xài thì anh lấy ra thôi. Ừ. Dạ. Còn ở dưới này nhiều ngăn lắm nè. Dạ. Đây mình để rau củ. Ở đây mình để rau củ, để hộp gà, hộp vịt gì đó. Rồi nước chai nước ngọt lớn. Nước ngọt, nước lạnh rồi mình vô chai mình để đây mình uống. Còn cái ngăn này nè, như mình có thể để thịt cá, rau thịt cá mà mình đã ướp sẵn vào đây á. Cá ướp sẵn mình vô hộp mình bỏ vô đây. Rồi khoảng 2 ngày 3 ngày mình lấy ra mình chế biến của quán đường bình thường không cần phải để lên đây. Không cần phải trả đông đó. Hoặc là mình để sữa chua với ua hay là tủ lạnh này nó có inverter không ta? Dạ có anh. Mẫu cỡ này là sẽ có inverter. Và cái mẫu này thì nó bảo hành cho mình 24 tháng. Một 2 năm. Dạ đúng rồi, trong 30 ngày đầu mình sử dụng thì có trục trặc lỗi đồ này kia thì bên em cũng sẽ đổi cho mình thôi. Mua điện máy xanh, mua điện máy xanh thì nó được cái á. Dạ. Mua đây được cái là cũng nhiều mẫu để mình lựa chọn hay không nhất ha. Ừ, mẫu này cũng điên rồi. À mà giá cũng rẻ, giá dưới 6.5 triệu là thấy hợp lý, mua cao quá thì cũng phí tiền, mình cũng không có. Cái mẫu này thì bên em bán chạy đó anh, bên em bán chạy người ta cũng sử dụng nhiều, giá nó tầm trung, tầm mềm mềm mà nó cái số lít nó cũng tương đối lớn, vừa đủ cho gia đình mình 3-4 người xài. Út Đức cũng may mắn là mua ngay cái đợt sale á. Giảm giá. Thôi lấy cái này đi em. Dạ. Ngày mai giao đằng gần này luôn. Cô dạ, quyết định khỏi cần lựa chọn luôn. Ờ đúng rồi. Em giao cho mình là thanh toán lên luôn ha. Mai giao luôn rồi thanh toán luôn. Dạ ok anh. Thì em hỏi đây nè, mình ở Tân Quê luôn hả? Tân kế bên đây nè, xã Tân Phong. À. Ấp Tân Phong. Xã Tân Quê. Dạ vậy anh cho em xin số điện thoại để liên hệ giao hàng với làm bảo hành cho mình á. 0945. Dạ 051. Dạ 0945 444 101. Tên là Bùi Văn Hồ đúng không ạ? Đúng rồi. Cái này dạ, thầy sao? Cái này em ơi bên em sẽ giao cho mình nha. Cái nào cũng chịu. Trước thì dao động từ 12 tới 14 giờ ngày mai nha. Có thể là trễ nhất là 14 giờ. Đúng rồi. Dạ. Giao giờ đó cũng đẹp. Dạ, giao xong thì mình thanh toán cho bên em. Ừ. Ngày mai khi mà giao á thì anh kiểm tra ngoại quan của tủ là có chày mớp cắn xước gì hay không ha. Nếu mà không thì mình nhận hàng, còn nếu mà có phát sinh thì mình trả hàng lại cho bên nhận em. Nhận hàng xong anh chuyển khoản cho. Dạ, anh nhận hàng xong thì anh báo với mấy anh thợ, anh chuyển khoản cho mấy anh thợ cũng được. Ừ. Dạ.